Đây là con Vespa Prime đời 2015. Con này là máy bao van nha anh em, 2015 là vẫn còn máy bao van, lên tới cuối 2015 đầu 2016 bắt đầu mới là máy AGS. Thì con này mình sẽ lột xác lại hết, hiện tại nó đang là màu đen. Mình sẽ tẩy về cái sườn zin hết. Xe này mấy bạn nếu mà nhìn kỹ các bạn sẽ biết được là xe zin hồi xưa nó sẽ là màu đỏ. Ở trong này nó có cái nền đỏ nè. Không, trước khi lên nền đỏ là người ta lót trắng rồi. Lên nền đỏ tươi. Giờ hiện tại là xe đang sơn lại màu đen. Và mấy bạn sẽ nhìn kỹ được là những cái chỗ mà bị chày bên đây nè là người ta đang chét matic. Đây cũng vậy. Còn bây giờ matic rất nhiều ha. Nên là bắt buộc là muốn đẹp là mình phải tẩy về zin hết. Cái con Vespa nó có một điều rất là quan ngại đó là khi mà anh em tẩy về nền zin á, mấy cái mí ngay chỗ khúc này nè, nó sẽ là cái mí keo. Mí keo giống như là cái keo mà trên xe hơi tất cả có mấy cái đường ron chỉ keo sụn á, nó là cái keo đó. Cái keo này thì khi mà nhà máy người ta hàn lắp ghép hai cái sườn lại á, là người ta sẽ chét cái keo qua để cho nước mưa rồi hoặc là nước rửa xe rồi nó không có bị động lại á. Thì nhiều anh em giống như mình hồi xưa mình cũng hay bị dính sương là mình tẩy ra xong mình không có biết là cái đó là bắt buộc là phải chích keo lại, là mình sơn thời gian cái bắt đầu là nó bị ố, nó chốc chỗ này mình phải bảo hành lại hết tới chiếc thứ hai xong là chiếc thứ ba bắt đầu mình mới biết được là khi mà tẩy về cái nền zin bắt buộc là mình phải chích cái keo lại, không thôi điên thời gian là nó sẽ bị xét ố ở chỗ này. Thì con này mình sẽ tẩy lại nền zin hết. Vespa Print con này sẽ tẩy về nền zin hết, thì lát nữa tẩy ra hình trạng nó như thế nào thì mình sẽ cho anh em coi. Ok. Đụng này cho nó sáng rồi. Ai da. Trời tối quá tối. Thì bữa có anh em nào hỏi mà một con Vespa Print dọn theo cái gói mà dạng như rửa sườn, sơn full xe, rồi vệ sinh kim phun buồng đốt, vệ sinh nồi, xi ốc, rửa tổng thể hết thì nó chi phí nó khoảng tầm bao nhiêu tiền. Thì hôm nay mình đã thực hiện xong cái clip mà cái con xe này cho anh em coi thì chi phí mình sẽ báo luôn. Thì cái con xe mình báo luôn là xe này là sơn theo dạng rớt máy, có nghĩa là mình hại cục máy ra mình sơn, nhưng mà do là cái sườn con này hồi trước là đã sơn đi 2-3 lớp rồi nên là bắt buộc là mình kêu chủ xe là mình phải tẩy tẩy về cái mình tôn zin mình chét lại sơn thì nó mới đẹp được, thì mình sẽ bảo hành cho anh em 3 năm. Còn ví dụ mà mình sơn trên cái nền cũ chắc cú 100% anh em đi thời gian, nếu mà nắng nhiều nó sẽ có nguy cơ bị dập, bị phù hay là những cái vấn đề mà cái nền nó rút lại nó không có đẹp về cái bề mặt sơn thì cái đó mình sẽ không chịu trách nhiệm. Thì bây giờ cái chi phí mà để cho hoàn thiện một con này sơn full hết dàn áo loanh quanh đâu đó chi phí nó rơi vào khoảng tầm 6 triệu cho một con xe Vespa Print màu xám titan. Nếu mà anh em rớt sườn ra thì anh em chi phí anh em sẽ tốn thêm rơi vào khoảng tầm 1 triệu là công rã ráp, là có nghĩa là rớt máy ra sơn lại full xe. Còn đối với những xe mà giống như con xe này cái sườn nó quá ghê rồi, bắt buộc
chúng ta phải tẩy về cái sườn zin và cái dàn hũ mình sẽ xả sát xuống, thì chi phí sẽ tốn của anh em nó rơi vào khoảng tầm 1 triệu nữa. Thì vị chi là cái con xe này tiền sơn là 6 triệu, rớt máy 1 triệu và tẩy sườn 1 triệu là chạy ra là 8 triệu cho một con xe Vespa sơn full cơm lê, tẩy sườn và sơn mặt trong mặt ngoài, không trừ một chi tiết, nó không trừ một hết một chi tiết nào, bao gồm tay thắng, bao gồm nẹp xi, bao gồm chụp càng, bao gồm mâm chống đứng, chống nghiêng, bô, bắt bô, như hình anh em thấy là sẽ full nguyên xe, là nó sẽ khoảng tầm là 8 triệu, giống như những cái thứ mình đã liệt kê. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai về cái phần vệ sinh nồi, vệ sinh kim phun bùn đốt, tẩy rửa sườn ở trong thì nó rơi vào khoảng tầm đâu đó 8-900. Thì tẩy rửa sườn nó là cái gì? Nó sẽ tùy theo những cái option. Có những xe cái nền của cái sườn nó quá xấu mấy bạn, cái nền của cái cục máy nó quá xấu, có nghĩa là những cái xe mà đi ở cái điều kiện như là Long Khánh nè, đi những cái khu mà đất đỏ đồ nhiều á, cái mũ cái nhôm của nó bị ố á, bắt buộc mấy bạn phải rửa thì nó chỉ có phần nào thôi chứ nó không có về zin được. Còn mấy bạn mà rửa bằng hóa chất mà axit nhiều á, một thời gian sau nhìn nó trắng, nhưng mà mấy bạn đi một thời gian sau chắc cuối bạn 100% cái nhôm nó sẽ ố đen hơn là như hiện tại. Nên là ở đây là mình chỉ có khuyên mấy bạn là hai phương án thôi. Một, mấy bạn rửa sumo kỳ thì kỹ, thì nó tương đối so với lại mới nó khoảng tầm là 60%. Còn mà mấy bạn mà rớt cục máy ra, mấy bạn bắn đá khô, bắn CO2 hoặc là mấy bạn bắn cát ướt thì mai mốt nó sẽ không có bị ố cái nhôm, nhưng mà nó sẽ sáng hơn. Thì cái đó nó sẽ nhiều chi phí. Nếu mà mấy bạn bắn full cục máy thì nó rơi vào khoảng tầm từ 1 triệu mấy cho tới 1 triệu, tùy theo cái nhu cầu mấy bạn bắn cái gì. Rồi như mấy cái phần này là xi ốc nè, ốc ác là như đây, 5 mấy con ốc này là mình xi lại hết. Rồi nói chung là tất cả những con ốc nào mà tháo ra được là mình xi hết, trừ những con ốc giống như là ốc đầu lòng, ốc những cái con ốc mà liên quan tới cục máy thì mình xong xi thôi. Chứ còn ốc nồi, ốc bánh đồ này nọ các thứ là phải xi lại full hết từ A đến Z, không chừa món nào. Ở đây mình có thiết kế thêm cho anh chủ xe là một cái trong chống tình yêu. Cái này thì chắc rất là nhiều clip trước mình đã báo giá cho anh em rồi, chủ yếu bây giờ mình chỉ có báo giá về sơn thôi ha. Một cái option kế tiếp đó là một cái cản chuồn chuồn. Thì cái cản chuồn đa phần mấy bạn sẽ thấy cái giá bên mình nó sẽ cao hơn bên chỗ những chỗ khác, là loanh quanh nó rơi vào khoảng tầm 200-300 ngàn. Vấn đề là mấy bạn mua ở ngoài thị trường, những cái cản giống như vậy người ta chỉ có sơn, một là sơn tay, còn hai là người ta sơn bằng ATM là sơn bình xịt đó. Mấy bạn đi một thời gian chắc maximum được khoảng tầm 2-3 tháng là nó chóc tè le hột me hết. Còn bên mình là mình cũng lấy hàng gia công ở ngoài, nhưng mà mình về mình tẩy lại hết, mình sơn tĩnh điện. Thứ nhất là cái độ bóng nó bóng hơn, thứ hai là cái độ bền. Một cái cản này mình bán khoảng tầm 1.050.000 mấy bạn. Yên thì cũng đã bọc lại. Ở đây mình sẽ có may cái logo Stack 6. Stack 6 là một cái thương hiệu của Phuộc các bạn ha. Rồi đồng hồ mình có đánh bóng lại, đi dán keo màu khói cho anh chủ xe. Rồi bốn cái xi nhan mình cũng đã sơn lại cái màu khói. Đây, sơn lại màu khói, không quá đen. Thì xe này thực tế mà nói, xe này là để nữ đi chứ không phải là để nam đi anh em. Rồi logo Vespa. Con này thì đây, thường thường ngoài hãng là sẽ bán cho anh em là full vàng logo. Logo mình sẽ sơn màu đen, bao gồm một cái chữ logo Vespa nhỏ, một cái logo print bên đây và một chữ Vespa lớn bên đây. Xe này nó là xe Vespa print đời 2015. Thì đời 2015 vẫn là đèn halogen, nhưng mà anh chủ xe anh yêu cầu mình là mua full set là cái Vespa print mà 150 ABS á. Thì ở đây mình có 150 ABS mình dán ở đây ha. Rồi, cái đèn là đèn halogen, thì mình đã lên luôn cái set đèn LED 2 tầng. Thì set đèn LED 2 tầng thì loanh quanh nó rơi vào khoảng tầm 2 triệu. Khi mấy bạn lên một cái set đèn LED 2 tầng thì mấy bạn phải mua luôn cái chụp đế ở trong là một, mua thêm một cái gọng viền xi nữa là hai, thì mấy bạn mới bắt vô được ha. Mấy anh em lưu ý nha. Thì cái đó nó sẽ phát sinh thêm vài trăm ngàn nữa. Kế tiếp là một cặp bao tai CRG.
Thì cặp này anh em hỏi mình là im không, mình nói với anh em là bao im luôn, im ru và rù. Thì chi phí loanh quanh cho một cái con xe Vespa 2015 lên thành hình thì nó rơi vào bao gồm cản, bao gồm vệ sinh kim phun buồng đốt, bao gồm vệ sinh sườn, vệ sinh nồi, bao gồm vệ sinh cục máy, giống như hiện trạng anh em thấy sơn chó đèn đầu nội thứ, thì nó loanh quanh nó rơi vào khoảng tầm 11 triệu quay đầu, đã bao gồm có những món đồ chơi trên xe, trong chống tình yêu, ba ga, rồi bọc yên đồ các thứ. Quên, hồi nãy mình quên liệt kê cho anh em cái đèn. Thêm cái đèn nó khoảng tầm 2 triệu. Thì nó ra cái con xe này cũng phải tầm 14-15 triệu mấy bạn. Mấy bạn cộng lại từ đầu clip giúp mình ha. Bên đây là như mấy bạn, những cái con xe nào mà Vespa Prime đi lâu năm mấy bạn sẽ biết được. Bên đây nè, cái này là mình si, là mình si luôn cái dây thắng luôn nha các bạn. Dây thắng màu thì cái này nó bằng cao su, thì nó không có làm mới được, chỉ có tẩy rửa ở sáng thôi. Nhưng mà cái đầu này nè là mình si luôn ha. Cái đầu dây dầu là si hết, phuộc phía đầu si hết, lò xo trước sau là sơn hết nha anh em. Tất cả những cái phần này mấy bạn mà không tẩy rửa lại á, cái màu nó sẽ tối hù à. Không, ở dưới đằng sau cũng vậy. Ở dưới đằng sau mà khi anh em mà không lên ốc, mấy anh em nhiều khi anh em không si ốc mà anh em lên Salaya thì mấy bạn sẽ thấy cái dây thắng là một với lại thằng này là hai, nó sẽ bị cũ. Bắt buộc là si thì nó sẽ đẹp hơn. Như cái này mình cũng si hết nè. Cái bát chân phụ là cũng có sơn tĩnh điện, nhựa nhám là mình sơn lại hết. Rồi cái con này mấy bạn sẽ biết được là cái dây thắng sau á, mấy bạn đi một thời gian loanh quanh nó chắc được khoảng tầm 6 tháng là bắt đầu là rửa xe nhiều là cái dây thắng nó sẽ bị cứng, do là nó dễ, rất là dễ bị xét. Nếu mà Vespa Prime đi cái thắng đùm nhắn thao rất là dễ bị xét, nên là cái này mình thay luôn cái dây thắng mới. Rồi chi phí nếu mà tổng thể mà để thành hình một con xe giống như hình thì nó rơi vào khoảng tầm tiền sơn là 6 triệu, tẩy sườn là 1 triệu, rớt cục máy ra là 1 triệu, nó là 8 triệu, ba ga cho 1 triệu nó đi là 9 triệu, xét đèn xong xuôi hết thì nó rơi vào khoảng tầm 2 triệu 3, là chạy ra 11 triệu 3, trong chống thì vài trăm nữa là chạy ra 12 triệu, rồi bắn cát, cục máy, rồi vệ sinh nồi, vệ sinh phun đốt thì loanh quanh nó cho khoảng 1 triệu rưỡi nữa. Thì các bạn cộng lại giúp mình ha, bao tay thì thêm vài trăm nữa là ra thành cái con xe như hình. Rồi mấy bạn nào mà có nhu cầu sơn xe hay dọn xe, mấy bạn cứ alo cho mình, số điện thoại mình là 0903 678 98, gặp Mr. Ken. Bye bye, chào tạm biệt.